Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chứng viêm. Nguyên nhân chính gây ra viêm trong cơ thể là gì? Một số điều có thể gây mãn tính viêm bao gồm không được điều trị nguyên nhân của cấp tính viêm, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc chấn thương. Một rối loạn tự miễn dịch liên quan đến hệ thống miễn dịch của bạn tấn công nhầm vào mô khỏe mạnh. Tiếp xúc lâu dài với chất kích thích, chẳng hạn như hóa chất, công nghiệp hoặc không khí bị ô nhiễm. Viêm trong cơ thể là gì? Viêm là một quá trình mà theo đó các cơ thể tế bào màu trắng và các chất họ sản xuất bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm trùng với sinh vật nước ngoài, chẳng hạn như vi khuẩn, virus. Cơ thể phản ứng như thể các mô bình thường bị nhiễm trùng hoặc bằng cách nào đó bất thường. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn bị viêm? Trải qua cơn đau thường xuyên không liên quan đến chấn thương là một dấu hiệu của rất nhiều chứng viêm. Nếu bạn nhận thấy đau ở phần cuối của bạn hàng loạt các chuyển động, bạn có thể có quá nhiều tình trạng viêm. Nó cũng có thể là một tín hiệu cho thấy bạn bị viêm khớp. Tôi có thể uống gì khi bị viêm? Tôi có thể uống gì để giảm viêm? Nước hydrogen, nước sososu. Vậy đâu là chất chống viêm tốt nhất? Các loại nước ép trái cây. Một số nước ép trái cây là đồ uống chống viêm tuyệt vời. Giấm táo, trà nghệ, berry bliss black moody, dứa, chanh, cần tây và nước ép gừng, trà xanh, sô-cô-la đen. Nước chanh có giúp giảm viêm không? Phần viêm là một sản xuất axit uric trong khớp. Uống nước chanh có thể giúp giảm viêm. Quả chanh là một nguồn giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và các enzyme giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể chúng ta. Nước ép nào là tốt nhất cho viêm? Ba loại nước ép trái cây có khả năng kháng enzyme mặn là ta cherry, dứa và chanh. Nước ép cherry rất giàu anthocyanin, hỗ trợ làm dịu các mô bị viêm, cũng rất tốt cho thức uống sau tập luyện vì nó giúp cải thiện thời gian phục hồi của bạn và giảm đau nhức cơ bắp. Có phải cà chua gây viêm trong cơ thể không? Cà chua, điều này do cà chua tự nhiên tạo ra một chất độc gọi là solanin. Độc tố này được cho là góp phần gây viêm, sưng và đau khớp. Tuy nhiên không có mối quan hệ giữa đau khớp và cà chua hoặc bất kỳ người anh em họ nào như khoai tây và cà tím đã được tìm thấy. Những loại trái cây tốt cho viêm là gì? Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cà thu. Các loại hạt như hạt nhân, quả óc chó, cá béo và cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi. Các loại trái cây như dâu tây, quả việt quất, anh đào và cam. Gừng có phải là chất chống viêm không? Gingerol là hợp chất hoạt tính sinh học chính trong gừng, chịu trách nhiệm cho nhiều tính chất được dược liệu của nó. Nó có sức mạnh chống viêm, hiệu ứng và chất chống oxy hóa. Tóm lại, gừng là một loại gia vị phổ biến, đó là cao trong gingerol, một chất có mạnh mẽ chống viêm tài sản và chống oxy hóa. Táo có chống viêm không? Mặt trái đồ uống thực phẩm làm giảm viêm, và với nó bệnh mãn tính, bác sĩ Hu nói. Ông lưu ý các loại trái cây và rau quả, đặc biệt như quả việt quất, táo và rau xanh có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và các hợp chất bảo vệ polyphenol có trong thực vật. Chống viêm, chế độ ăn uống là gì? Chế độ ăn uống viêm là một kế hoạch ăn uống được thiết kế để ngăn chặn hoặc giảm ở mức độ mãn tính viêm. Một yếu tố nguy cơ trong một loạt các vấn đề sức khỏe và nhiều bệnh. Để chống viêm, chúng ta cần chế độ ăn uống được đề cập là
trái cây, rau, protein nè, các loại hạt, hạt và chất béo lành mạnh. Có phải thiếu ngủ làm tăng viêm không? Theo nghiên cứu mới, việc mất ngủ chỉ trong một đêm có thể kích hoạt con đường tế bào quan trọng, tạo ra tình trạng viêm gây tổn thương mô. Theo nghiên cứu mới, các phát hiện cho thấy một giấc ngủ ngon có thể làm giảm cơ mắc cả bệnh tim và rối loạn miễn dịch như viêm khớp dạng thấp. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.